Hello cả nhà. Bởi bữa nay thấy tôi có trắng sáng lên được miếng nào không? Lên chỉnh âm thanh ánh sáng đồ dần dần tới đó là vừa. Đi lên cắm đèn đồ, bắt đèn rồi bắt thử con trái hôn nè cho nội ơi. Được không? Bữa nay thấy sáng hơn không? Mới bắt thêm cái đèn đó. Vừa lướt ngang bay vô luôn, hên quá, không là lướt đi luôn rầu, xíu nữa là lướt đi luôn rầu. Hello cả nhà ơi. À rồi bây giờ tôi không có cái thùng nào mà để tôi đựng như hẹn ta. Chắc được rồi. Cái kính mít thích không có một cái gì để mà đựng hàng luôn á quý vị. Chia sẻ cho mình nha mấy bạn ơi, chia sẻ cho mình nha. Ồ, bữa nay ánh sáng đẹp dữ ta, trắng sáng đúng là. Mai bắt thêm cây nữa. Rồi, lên đi cả nhà ơi. Đâu rồi, không thấy ai hết trơn vậy? Lên hơi sớm quá. Lên hơi sớm quá. Thế là chia sẻ em tôi nghe, tôi đi ra cho nước cái là khát nước quá. Thằng máu về quá trời luôn, mấy bữa là không có rảnh luôn á. Ừ. Rồi bạn nào có nhu cầu tìm hàng gì thì comment lên nha, tôi có tôi bóc lên cho nhiều quá tôi cũng nhớ nữa. Rồi em gửi chưa chị? Chưa cơ, chưa. Rồi em chưa gửi nha, em chưa gửi. Rồi bạn nào đang coi chấm chấm bài giùm mình nha mọi người, chấm chấm bài để nó bị ảnh comment ha. Trời ơi quá trời đẹp luôn, size L giùm mình. Rồi lấy chân váy dài ở ngoài lót von giùm mình ha, chân váy dài ngoài lót von nè, bấm luôn cho mình là bao nhiêu, 60 đồng luôn, size L hao nha mọi người, L hao 60 khoai siêu đẹp, L hao L hao nha mọi người. Rồi nguyên một tập toàn áo giữ nhiệt nè, nguyên một tập toàn áo giữ nhiệt, đông thỏ giữ nhiệt, ôm body nè, resize giùm mình ha, SML gì mấy bạn mặc hết luôn giùm mình. Rồi lấy lên luôn cho mình 70 khoai một cái, bấm luôn cho mình là nâu 70, mấy cái con này mặc nó sang mấy bà ơi, test cái nắp luôn. 70 khoai nâu giùm mình ha, SML ok hết giùm mình.
chưa? Nghĩ có lên cái gì ta? Rồi lên quần cục đây. Không biết lên gì. Nhiều quá không biết lên gì nữa. Rồi lên quần cục cho mình nè. Rồi siêu đẹp luôn, size S cho mình ha. Bạn nào lấy size S, lấy bấm giùm mình size S. Size S 150 khoai nha quý vị ơi. Siêu đẹp luôn mấy bà ơi. Hàng nè. Xuất sắc không, nó dày mo hả mấy cha ơi. Ở trong toàn bộ nè. Được chưa? 150 size S và size XL ha. S với là XL. Ừ, S với là XL. 150 mình. Mình nha mọi người ơi, chia sẻ với mình nha. Rồi một con sơ mi quá trời đẹp luôn mấy bà ơi, size SM. SM nói chung là 55-56 kg nha. Form sơ mi form gọng gọng đó. Siêu đẹp luôn luôn cho mình nè. Sơ mi 70 khoai giùm mình ha. 70, bạn nào lấy sơ mi ơi, cái bông này nó rất là lạ lùng luôn á. Rồi sơ mi form rộng bấm luôn cho mình 70 khoai. 70 khoai giùm mình. Rồi bạn nào mua quần mặc đi làm nè mấy bà ơi, size ML mà ok ha, ML mà ok nè. Quần này mặc, quần mặc đi làm ha, 50 khoai giùm mình. Bạn nào mua quần mặc đi làm bấm luôn cho mình 50 khoai quần thun nha mấy bạn. Quần thun 50 luôn cho mình. Chia sẻ cho mình đi bạn ơi, chia sẻ mình nha. Trời ơi cái con này lông thỏ nó mềm má ơi, nó rất là mềm luôn ha. Rồi trắng này lên luôn cho mình là 70 khoai trắng luôn ha. Trắng này form ôm resize mình nha mọi người. Đó, coi giãn rất là tốt luôn. Bạn nào lấy trắng chút trắng luôn cho mình ha. 70 siêu mịn luôn. Riêng đâu chị, cho em coi. Ok. Đây. Bộ jean này cái màu nó sẽ bạc nha mọi người, cái màu nó sẽ bạc hơn cái mà cái hình người mẫu mặc nha. Cái hình người mẫu là nó dạng nó photoshop rồi, cái màu nó đậm. Tại vì cái mã này nó sẽ có hai màu, một mã đậm và một mã lợt. Mình chỉ lấy được cái mã lợt này thôi nha. Cái màu bởi vậy nó sẽ nhạt hơn cái màu mà người mẫu mặc trên live. Ồ, người mẫu mặc mà mình đăng đó à. Cho nên là mấy bạn nhận hàng nó sẽ bị bạc hơn một chút nha. Cái màu nó sẽ lợt hơn. Đây. Được không? Nó sẽ có S cho tới XL mấy bạn. S cho tới XL luôn. Chưa. Nó sẽ có cái hai mã nó lợt lợt đậm đậm nó tùm lum. nó hai mã. Nhưng mà lấy lộn xộn không có ấy đâu. Không có lựa được đó mấy bạn. Ừ. Được chưa? Cái màu nó sẽ gì? Màu hơi nhạt hơn chứ không, nó không phải màu xanh đậm nha mọi người, nó không phải màu xanh đậm. Đây. Đó, form là form crop top. Quần lưng cao và ống suông cho mình.
Hello, Trương Kim Loan. Trương Kim Loan ơi. Có quần XL này chị Loan ơi. Loan ơi, có quần XL nào phải lấy không vậy ơi. 350 chị, một bộ 350. Một bộ jean 350 có tới size XL luôn. Có tới size XL, size XL chị mặc vừa. Hello chị Nhất Thiện Nam nè. Rồi đây nè quý vị. Đây. Cái này nó sẽ có size S. Size S và size XL giùm mình ha. Đó. Size S và size XL ở đây chưa mẫu phi nha mọi người. Siêu đẹp luôn, hàng rất là dày dặn, 150 một cái ha. 150 khoai một cái nha mọi người. Bữa nay mọi người có thấy sáng hơn bình thường không? Tôi mới bắt một cái đèn. Bộ đó chị L được chị. Bộ đó chị lấy L là mặc ok rồi. Ừ. Sẽ có XL nữa nha mọi người. XL 150 mình ha. Được chị ơi. Màu đen size S giùm mình. Rồi cái mã đầm này màu đen nha, không có size lớn này, màu đen có size S à, màu đen có size S à bà ơi. 150 phân thu S ok. Phân thu lấy màu kem ha, màu đen cơ. Phân thu lấy màu kem ha, màu đen như cơ. Lấy màu kem ha, màu đen nó sẽ có hai màu luôn sẽ. Kem ok phân thu. Rồi, cái mặt này. Trời ơi, nó quá trời dễ thương luôn á mấy bạn ơi. Thật sự luôn á. Quá dễ thương luôn. Dạ. Cái dây bên đây. À, bầu đó chị lấy mặt không vừa được đổi không? Được. Được. Nhưng mà em nhắm rồi, bà mặc vừa, bà yên tâm, bà đi bà ơi. Được. Em thử bộ XL rồi. Đây. Trời ơi. Xinh xỉu luôn. Mã này mình sẽ có hai màu nha mọi người, màu xanh và màu vàng như vậy ha. Rồi, 190 khoai giùm mình ha. Bạn nào thích mẫu này thì bấm lên giùm mình ha. Trời ơi, quá trời dễ thương luôn. XL em vừa không? Quần hơi chật, bụng em quá bự. Cái quần em hơi chật. Cái quần tầm chắc chạy dừa. Em không biết eo bao nhiêu. Rồi à, gửi đồ em chưa. Rồi 190 khoai giùm mình nha mọi người. Con này thì size resize cho các bạn à. ML mặc thoải mái giùm mình ha. ML mặc thoải mái giùm mình. Có màu xanh và màu vàng giùm mình nha. Màu xanh và màu vàng giùm mình ha. Rồi lấy bấm luôn cho mình 190 khoai giùm mình. Màu xanh với lại màu vàng. Vàng em xem ok. Cái vàng nó cũng ư như vậy luôn. Cái này Mẫu này nó cũng mới ra. Vàng hơi bị xinh luôn. Màu vàng thì chất màu vàng ha. Dây này cột lên đi vậy luôn. Đây. À, form này nó dễ mặc lắm bạn. ML là mấy bạn sẽ ok hết giùm mình. Được chưa? Rất là dễ luôn, màu vàng. Cái này nó có cái băng thun nè. Nó co giãn nhưng mà nó rất là nhẹ. Nó không có chặt á. Nó không có chặt cho nên là mấy bạn
cứ là ML các bạn chốt thoải mái cho mình là ok. Ok bạn cho xanh cho Phan Thu. Phan Thu vàng cho Xuân Thu. Dọn mấy bữa nay tôi nghĩ là để tôi dọn nhà, tôi dọn dẹp đó, quá cày rồi đó, bớt kinh khủng khiếp luôn. Rồi mình sẽ có cái mã này mấy bà ơi, hàng nó xịn, bao xịn cho mấy bà luôn. Một con này là khoảng một ký hơn nha, 1.3 kg, 1.5 kg á, một set á, kinh khủng khiếp mà nó sale quá là rẻ luôn. Hàng này là hàng cao cấp cho mình nha mọi người, nó rất đẹp, nó rất nặng mà nói chung là nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Rồi nó sẽ có dây thắt liner nữa nè. Trời ơi cái bộ này mới mà đi mua, mà mua hàng ấy chắc phải cả ngàn mấy, mình nói thật sự luôn, nó đẹp kinh khủng, nó đẹp kinh khủng khiếp, nó chất lượng lắm luôn. Bà nào mà mặc dù là hốt đi bà, thật sự luôn đẹp, nó quá là rẻ luôn, nó sale cho mình cái giá tụt quần luôn. Thì nó còn ít á, nó còn có mấy bộ nó sale, trời ơi hết hồn luôn đó bà. Được chưa, trời ơi siêu xuất sắc. Cái mã này là cái mã zoom giùm mình nha mọi người ơi, nó rất là xịn luôn. Được chưa, bạn nào mặc vừa nó chốt ha. Đây mình sẽ có size size S và size M. Đó, size S và size M. Nhưng mà mấy bạn sẽ đôn lên một size giùm mình. Cái form này là cái form nó khá là bự. Cho nên là mấy bạn size size M lại L có thể mặc nha. Đó. Còn size S là mấy bạn size M mặc được giùm mình. Được chưa? Trời ơi nó siêu đẹp mấy bà. 250 khoai. Tét cái nách luôn. Thật sự. Trời ơi mấy bà cầm bộ đồ và biết cái nó chất lượng kinh khủng khiếp đó. 250 khoai 1.5 kg nha. Rất nặng, rất đẹp luôn. Chị mặc vừa không? Này tầm size L chị ơi. Size M thì này size L mặc à, không vừa quá. Không vừa bà ơi. Cho nên là bạn M L chốt cho mình nha mọi người. Trời ơi nó đẹp mấy bà ơi. Đó, cao cao là mặt tét nách luôn. 250 khoai. Bao rẻ luôn. Bạn nói xịn kinh khủng. Chưa. Sao mà không có người coi gì hết vậy mấy bà. Mấy bà chia sẻ với mình nha. Bà chia sẻ giùm tôi đi mấy bà ơi. Rồi. Trời ơi siêu dễ thương. Quá trời dễ thương. 170 khoai mọi người ơi. Đây đính hột trâu nha. Đây, đây là hột trâu ha. Đó, hột trâu. Chất này là mình mặc mùa hè nha mấy bạn, nó không có dày nha. Quá trời đẹp luôn ha. Form này mấy bạn SM L. SML. Mà không vừa chị ha. Không có size lớn nữa. Rồi. SML mặc ok giùm mình. Rút luôn cho mình 170 khoai. Cái gì nè, bóng chài. Bóng chài, phơm lửng. Phơm lửng, bóng chài cho mình ha. 170. Rồi, con khoác này mấy bạn ơi. Rồi, con khoác này sale cho mọi người. Rồi, 100 khoai cho mình. Bạn nào thích mặc khoác à. Nó sang mấy má ơi. Đây, nó sẽ không có nút ha. Mọi người mà thích nút thì mọi người về mua cái nút bóp ha, cái gì đó. Ghim vô. Rồi, chất đẹp cực kỳ luôn. 100 khoai giùm mình. Được chưa? Bạn nào lấy cái khoác này bấm luôn cho mình 100. Size L, XL mặc thoải mái ok giùm mình ha. Đó, bấm khoác giùm mình 100 khoai.
kem mì lẻn. Rồi con này quần nè bà ơi, xuất sắc tét nắp luôn, đẹp cực kỳ. Rồi sẽ ép chốt cho mình đấy bà, ép chốt cho mình ha. Bà nào mặc sẽ ép chốt nè, 150 khoai giùm mình, quần form ống suông giùm mình ha, lưng cao ống suông giùm mình, 150 luôn. Sẽ ép. Ok, 150 cho bạn Phan Thu. Nó đứng trên lầu, nó hỏi đi bán đồ thôi. Trời ơi, cái bộ này của em bé mấy bạn ơi, chú thương chưa? Con ơi con, đừng có đụng, nó rớt, nó tại... ơi! Rồi! À, 10 kg đổ về mấy mọi người, 10 kg đổ về giùm mình nha. Nguyên một set luôn. Mama chia sẻ đó. Nó sẽ đi đi đó là. Tuyệt của tỷ tỷ tờ. Nguyên một set vest luôn mấy bà ơi, cưng chưa? Chắc này là nó dày nha. Dạng thu đông là mặc được luôn. Rồi, nguyên một set vest luôn. Trong kèm cà vạt. Ấm luôn cho mình set này bao nhiêu ta, 170 khoai luôn cho quý vị luôn, 10 kg đổ xuống giùm mình ha, quá trời đẹp luôn, thấy ghét gì lắm à. 170 giùm mình, trời ơi quá rẻ, nguyên set quét mấy bà. Cái này chắc mấy bà đi order chắc khoảng kêu hát, nói chung là order là nó hát giá dữ lắm luôn. Nên hơi nhỏ ha. Rồi rồi con nằm suông này mấy bạn, nằm suông này 220. Rồi bạn nào thích mặc dáng đầm nhưng mà không thích mặc dọc dáng ôm, trời ơi hàng nữa là nó đưa, là nó đưa luôn cho mình nguyên cái gì đó, nó nguyên một cái cơm lê nó vậy luôn đó, cái ghê chưa, trời ơi nó đẹp mấy bà ơi, 220 mình ha, xinh đẹp, mấy bạn mặc cho tới size L, XL thoải mái luôn thì mình ha. Form này 65 kg đổ về, mặc ok hết. Siêu đẹp, siêu sang, 220 khoai giùm mình ha. Rồi mình gửi, mình sẽ gửi luôn cái mắt cho mấy bà chị hôn. 220 đầm giùm mình. Quá trời xuất sắc. Rồi xe ép nữa nè mấy bà ơi. Trời ơi con này xe ép tét cái nách luôn. Cái quần này là quần lửng nha bà. Ôi chắc nó rất là dày dặn siêu đẹp. Rồi xe ép này lên luôn cho mình 150 khoai. Bạn nào mặc xe ép chốt nè. Cái này là mặc lưng cao như vậy ha. Quần dáng quần lửng như mình. Quá đẹp luôn. 150 giùm mình. 150 mấy bà ơi. Rồi set trắng này size S mặc dùi mình ha. Này mình sẽ có vào màu trắng và màu đen nha bạn. Trắng với lại đen giùm mình. Nguyên set vest luôn nha. Này hàng Quảng Châu nha mọi người. Siêu đẹp. Chân váy dập ly, ở trong có quần luôn. Ở trong có quần, ở sau nó sẽ có một miếng thun ở sau cho mình mặc mà mình sẽ dễ chịu giùm mình nha. Có trắng và đen. Đây set này mình sẽ có trắng và đen đó, nhưng mà chỉ có size S thôi, nó resize mà cái form nó ba lớn vậy thôi, mấy bạn size S mặc vừa thôi giùm mình ha đó. Trắng và đen giùm mình chưa? Là chốt kèm màu 250 à, có xanh L không, cái gì chị ở à, cái quần đó ha, quần nó không có xanh L,
Sorry chị yêu. Sorry chị yêu, không có size L. Rồi, set là 250 khoa size S giùm mình nha mọi người. Nó sẽ có trắng với lại đen ha. Set màu đen ok, điệu môn nè. Đây dạng đẹp cực kỳ. Ok. Rồi. Rồi con này chỉ có một vần 150. À, lấy vùng kem ha. Ok, phân thu nè. Phân thu. Rồi, quần này mình chỉ có một con duy nhất thôi mà. Trời ơi. Tét nắp luôn mấy bà ơi, một con duy nhất thôi rất là đẹp luôn, size S giùm mình nha. Trời ơi, cái mẫu này, cái chân quấy mấy bà nội ơi, không phải cái quần, sorry. Rồi, cái này cái chân quấy mấy bạn ơi, cái này chân quấy nha. Bạn nào lấy cái chân quấy này bấm luôn cho mình bao nhiêu? 120 khoai, 120. Mập khổ quá, có mấy ai xe lớn kìa, chưa tới đó. Rồi, 120 khoai siêu đẹp. Ở bên trong là nó sẽ không có quần nha mọi người, ở bên trong không có quần giùm mình. 120 cái con này. Này nó bị rớt mẫu nè. Đẹp cực kỳ. 60 vừa không? Cái gì 60 vừa không? Không vừa, cái này size S bà ơi. Cái này size S nha. Cái này size S, cái nào có size lớn tôi hú cho size lớn nha. 60 thì có cái màu kem á bà nậu ơi. Bà lấy 60 thì bà lấy cái màu kem này nè. Nè mẫu này XL nè. Mẫu này XL nè. Cái này cái quần. Sorry. Rồi cái này như là M ha. Trời ơi đầm quá trời dễ thương luôn rồi. Bà ơi siêu cưng luôn thật sự. Cái chất nó đẹp nè. Xuất sắc chưa. Rồi lên luôn cho mình 190 khoai ha. 190 size 55kg đổ về nha mọi người. Size S và size M. Form này 55kg đổ về. Mấy bạn sẽ mặc vừa giùm mình. Siêu đẹp. Trời ơi nó dễ thương. Được chưa. 190 khoai đầm giùm mình ha. Toàn là đầm dáng dài không mọi người thấy không. Đầm dáng dài bán có trăm mấy là rất rẻ luôn á. Còn thấy đầm thiết kế cái gì đó. Đầm thiết kế dáng dài dài là 390 không á. Đầm dáng dài phải 390 không á. Rồi à, cái gì 190 khoai giùm mình nha. Con nằm này quá trời dễ thương luôn nè. Cái gì ơi. Rồi con này cũng tét nắp nữa nè. Trời ơi siêu đẹp luôn. Đây ở trong cái quần và cái miếng này nó sẽ gài nút ở đây ha. Nó xéo xuống như vậy nè mọi người. Nó đẹp cực kỳ luôn. Ở đằng sau nó sẽ có thun cho mình nữa nha. Mặc rất là thoải mái cho mình. Đây. Đây là quần dáng quần váy cho mình bo hết toàn bộ nè. Thì chưa 150 khoai. Mình sẽ có size S và size M ha. SM. SM giùm mình siêu đẹp. 150 giùm mình. Đây là cái quần nha quý vị. Cái quần nha. 150 giùm mình xanh ha. Xanh 150. SM. Rồi ok y rũng mà quần ép nè. Này toàn cái mã hot hot không nữa nè. Y rũng. Y rũng quần ép. Hết ép rồi phân thu rồi. Quần mã M dù không. Lấy M được không. Còn cái M thôi. Hết ép rồi nè. Hết ép rồi trời. Cái này nó có dây thun nữa nè. Chỉ còn M. Có nha cưng. Gửi 7 phí 35 khoai. Đường 800 là mình sẽ bao phí luôn cho mọi người nha.
Trời ơi, nó rất là đẹp. Tôi bán tôi nói thiệt chứ là banh xác luôn á. Và nhận hàng cái đợt này hàng đẹp cực kỳ luôn. Ok, Phan Thu nè. Cái này mua 390 không đúng không? Cái quần là 390, 290 không à. Ok, Phan Thu nè. 150. Rồi. Rồi, tiếp theo chương trình. Cái này là chân váy dập ly mấy bà ơi. Trời ơi. Chân váy dập ly ha. Trời ơi, nó dày. Trời ơi, hàng nó xịn. Nó dày dặn nè. Coi nè, không phải là hàng mỏng le mỏng lét. Hồi chắc nó mướt mượt luôn. Mình nói thật sự. Trời ơi, chắc nó mướt mượt luôn. Rồi, chốt luôn cho mình 170 khoai ha. Size L, hao xanh nè. Và mình sẽ có xe M, hao là màu hồng giùm mình ha. M màu hồng giùm mình. Được chưa? 170 khoai, cái chất nó mướt dữ lắm luôn. Mà nó đẹp cực kỳ. 170 khoai giùm mình, chân váy dập ly. Có quần bên trong xịn sò dữ là, xịn sò luôn nha mọi người. Đây, có hàng là hàng rất là thật luôn. 170 khoai, size L và cái gì? M là màu hồng. M màu hồng giùm mình ha. Cái màu gì chất màu đó. Ok. Rồi cái con này tét nách nữa nè. Em để coi đủ size không. Mấy bà nhất định con này mới là phải chốt nha. Nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi S, M, L đủ size giùm mình ha. Ui, siêu đẹp luôn. Rồi S, M, L đủ size giùm mình. Trời ơi, dày không chốt nữa thôi luôn á, lại luôn á. Rồi lên luôn cho mình nè. 170 khoai. 170 khoai, cái phơm này nó dày nữa là coi nè. Chuẩn hàng, chuẩn phơm nó rất là xịn. SML giùm mình nha. 170 khoai. Trời ơi mấy bà ơi, hàng hiệu không mấy bà ơi. Không chốt là rất tiếc luôn á. Thiệt sự luôn, ở trong là nó sẽ có một cái lớp lót cho mình nữa nha. Đẹp. Rồi SML chốt kèm size giùm mình nha. Siêu đẹp luôn. Con quần này mấy bà đi mua không có dưới mà 390 đâu, không có dưới 390 luôn. Thấy không? Nó chỉ có màu cà phê này thôi dân cưng. Mã này nó chỉ có màu cà phê thôi ha. Ok, chị sẵn xin rồi M. Không có đen. Có chọn được mấy cái không biết bà ấy không? Không biết bà có chơi xe chịu không? Em mờ cho bằng y rủng ok nè. M70. Rồi SML mấy bà ơi. Cái trời ơi, cái mẫu này cái màu cà phê nó đẹp chứ sao mà mấy bà sao vậy? Mấy bà sao vậy? Cái màu cà phê nó quá trời đẹp luôn. Để em coi L ha. L coi chị mặc vừa không nha. Mà này tướng hơi phải phải kiểm tra. Tại bả mặc là dáng bả hơi đặc biệt nữa. Ok, mì lẻn L nè. Chốt cái mì lẻn trước nè. 170. Dáng hơi đặc biệt nên phải kiểm tra. Tại vì cái này nó sẽ không có cái thun ở đằng sau quá chị. Nó chỉ chuẩn phơm thôi. Trời ơi, nó đẹp quá trời bà nội ơi. Ok, bà lấy đại đi, nhà bà mặc coi. Chứ nó đẹp quá trời đẹp. Em thấy cũng có thể là vừa đó. Tại vì em không biết eo của chị bao nhiêu nè. Không biết eo của chị bao nhiêu. Mà em XL là chắc chắn là em không vừa rồi đó. Lấy con để về nhà coi. Nhưng mà ha, mặt không vừa thì nói nha, gửi lại cho em. Thấy nó đẹp quá không lấy ủng. Anh xem từng đợt đó là lần sau đâu có đâu. Trương Kim Lon nè. 170. Rồi ok, mình sẽ còn size S nha mọi người, còn size S thôi ha.
Trời ơi, đây 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 đây. Bà nội ơi, cái quần đó nó có XL nữa hả? Như này bà nội ơi, bà nội ơi, bà lấy XL được không? Không, cái này mẫu khác với bạn, nhưng mà nó có XL nè chị. Chị ơi, con quần này XL nè. Cái mẫu nó sẽ hơi khác, nhưng mà cái chất liệu rồi nó dày dặn ư như hồi nãy luôn. Nhưng mà cái túi nó sẽ là túi túi dọc cho mình ha. Đây, XL. Bạn nào mặc XL, chốt XL nè. Con duy nhất thôi, nó dày lắm luôn. Đẹp cực kỳ. Phơm dáng nó chuẩn nè. À, nói chung là bao xịn luôn. Rồi, ok, bà lấy mẫu này ha. Ok, thương kim loan 170. Rồi, cái mã đó mình sẽ có size M nữa mấy bạn. Mình sẽ có size M luôn cho mình nha. Bạn nào mặc size M chốt size M nha. Rồi mình lên tiếp cái mã này. Cái này nó sẽ có size S, size L và size XL cho mình ha. Lên một con size S cho mấy bạn coi. 170 luôn ha. Em chị 30, 30 là 30 inch đó hả? Ờ là 30 cm bà nội. 30 cm là gấp đôi lại là 60 nữa hả? Trời ơi, siêu đẹp. 170 khoai bao đẹp luôn mấy bà ơi, xuất sắc luôn ha. Rồi. Chất cũng đẹp cực kỳ, 170 khoai giùm mình ha, mẫu nè. Form rất là đẹp. Mà size S, size L và size XL ha. Rồi, chốt kèm size giùm mình 170 khoai giùm mình nha. Quá đẹp luôn. Rồi mặc áo cà lóc tớp đồ á, lú cái lưng ra mới là ồ. Em lấy một cái L như chị nha. Ok, cưng L nè. L cho Mai Thanh nè. Nhắn tin vô tin nhắn cho chị, địa chỉ vô tin nhắn nha cưng. Mai Thanh nè. 170. Rồi một con XL. Có S cưng, có S nè, Quý Nhiên ơi, có S. Lấy không, có S nè. Ok nè. Quần đen chị mặc vừa không? Con này có XL nè, bà nội XL không lẽ bà mặc không vừa. XL là bà mặc là bảo đảm là vừa. Size L là em sợ chị không vừa thôi, chứ mà XL là chắc chắn là bà mặc sẽ vừa. Kiểu nào nè, bà cũng vừa, bà yên tâm ha. Đó. Những cái con mà không có co giãn thì cứ chốt XL cho em là ok. Đó, XL nè. Thoải mái luôn. Ok, từ Quý Nhiên nè. Ok, chị lo. Rồi, ok, Mai Thanh, chị thấy tin nhắn của cưng. À, Trương Kim Long. S cho từ Quý Nhiên nè. Rồi, rồi hồi trước bà nào là đang kiếm cái chân váy xòe xòe mà giặt ly. Con này thì siêu xịn, bao xịn cho mọi người luôn. Hàng chuẩn xịn luôn mà coi cái form nè. Trời ơi, trời, test cái nó size L hao giùm mình nha. 100, để coi. 170 khoai. Test nắp luôn, xuất sắc. Quần ở trong rất là xịn sò luôn như mình ha, size L như mình nha mọi người. Bạn nào thích mặc chân váy giật ly dạng này thì bấm giùm mình là 170 khoai. Nó có kéo búa bao, ơi tầm bậy. Kéo ổ phá gì tầm lum hết nè. Rồi size L như mình siêu đẹp luôn cả nhà ơi. Bán cái áo đang mặc đi nữa. Bà cứ phải gặp mình đó là bà ghẹo à. Rồi giật ly size L lên luôn như mình 170 khoai. Bao đẹp, bao xịn. Được chưa? Trời ơi, vậy à? Mấy cái mà toàn là em bán ta không mua, xong cái em lấy mặt không đó chị. Toàn là vậy không đó, em bán bán ý. Dạ có chị, có chốt rồi bà ơi. Chốt rồi nha chị ơi. Chốt rồi. À vậy đó hả, trời ơi, vậy là gu giống gu em cũng phái vậy đó, em phái mấy cái áo gì đó.
Trời ơi, xe S luôn mấy bà ơi. Rồi mấy bà xe S chốt con này giùm mình, nó bao đẹp cho mấy bà luôn. Ôi ôi trời, xuất sắc chưa mấy bà nha. Coi cái chất liệu vải rồi nó rất là đẹp luôn ha. 150 khoai S luôn giùm mình. Bạn nào thích mặc quần lửn bấm luôn cho mình là 150 khoai nha. Siêu đẹp luôn, siêu xịn, hàng xịn lắm. Để mốt có mấy cái phần vậy em hú bà nha. Kề điệu mon nè. Cũng phải mấy cái phần vậy đó, có mặt xè xè phồng phồng chim vú. Trời ơi, rồi tiếp. Trời ơi, sao mà nhà quần là tét nách không cha. 170 luôn cả nhà ơi. Con quần này 170 khoai size L giùm mình ha. Đây. Cái giày nè. Dạ đúng rồi, đúng rồi, em biết form bà mà. Cái giày nè. Mặc như là cái váy dập ly luôn nhưng mà là cái quần. Trời ơi, mấy bà coi cái form lại bà biết hàng nó như thế nào không? Đẹp cực kỳ đẹp. Rồi 170 khoai size L. L nha cả nhà. Cái đây nó sẽ có đính đá cho mình ha, đính đá hai cái cục nơ này cho mình ha. Quá trời đẹp luôn, mặc ư như là mặc cái quấy luôn á. Dày ghê chưa, ở trong nó có một cái lớp quần nữa. Hai lớp luôn. Siêu dày dặn. Hàng của YSL quá. Ê con này chắc chị mặc dù á chơi, nếu như mà chị em nhỏ chị chắc chị mặc dù ạ. Nhưng mà không chắc chắn thì thôi đừng lấy. Vậy đó, không chắc chắn đừng lấy. Không có ép. Cái nào mình chắc chắn mình phải lấy. Được ha. Rồi. Rồi một con này, 190 nha mọi người. Con này 190 giùm mình. Cái mã này trước có bé nó mua xong giờ nó mặc thích quá. Phải mua thêm nữa đó. Trời ơi, 190 khoai giùm mình, test nách luôn, size S giùm mình nha. Size S giùm mình 190, trụ rất là dày luôn. Nè, ở trong lót nè, ngoài nè, được chưa? 190 quá đẹp. 190 nâu giùm mình size S nha mọi người, size S giùm mình 190 ha. Bạn nào mặc size S, chốt size S nè, con này xuất sắc chưa? Tới mùa hè rồi là mấy cái quần này có L không không? Cái này nó không có L cơ. Cái này nó chỉ sell. Nó còn có size S là nó sell cho mình size S thôi, không có L. Nó không đủ size. Có nhiều cái thì nó đủ size đâu rồi ta cẩm lệ. Có coi ông ta cẩm lệ đâu mất tiêu rồi. Cẩm lệ. Cẩm lệ cứ hỏi mấy cái quần cục cục nè. Bữa nay không có coi hay nào không thấy. Rồi xuất sắc luôn, 150 khoai giùm mình ha. Size M nha cả nhà. Size M giùm mình chân váy nè. Trời ơi, tét nách chưa. 150 khoai M giùm mình ha. Ở trong có quần ha, ở trong có quần toàn bộ. Nói chung là hàng này là chuẩn hàng 100% mà hàng xịn luôn á. Không phải là hàng nhái, hàng mai lại, loại 2 rồi đâu. Đẹp cực kỳ. Coi coi. Cái này nó có màu xanh nữa nè. Rồi có SM nữa nha mọi người. Bán quần hoài. Rồi ok, lên cái khác. Lên cái khác liền. Rồi mẫu này nó có L nè. Chị tôi đã ở bực bội rồi đó. Mẫu này nó có L nè mọi người. Trời ơi. Rồi cái này nó sẽ có cái dây nữa nè. Nó mệt quá. Thôi để tôi dẹp vô đi, cái này giờ móc cái dây này vô cũng hơi ấy. Nó có cái dây tràn vậy nè mấy bạn. Để bữa sau đi tôi tràn vô rồi tôi lên cho mấy bạn coi nha. Có cái chân váy xanh. Rồi cái chân váy xanh ok. Chân váy xanh này nó có size S với size M nè. Ai? À chân váy. Chân váy xanh này nó không giống nha. Nó rồi 120 khoai. Đây. Chân váy xanh này là cái lưng nó sẽ ấy, lưng cao như vậy ha. Ở dưới nó xòe dưới cho mình thôi. SM. Nó sẽ có SM giùm mình ha. 120 khoai. Đó. À, có quần bên trong luôn.
Chưa, chất cũng quá trời đẹp luôn, chất rất là mịn màng, đẹp cực kỳ mẹ. Em ok. Rồi 120 khoai xanh SM ha, SM. Ồ, có mấy cái quần size S đó, Jenny ơi. Nó đẹp xuất sắc luôn, những cái quần này tới chất nó đẹp, nó dày, nói chung là rất là đẹp luôn. Và mặc lên cơm là cách mát luôn. Không biết bà có mặc quần quần đùi không? Tới mùa hè thì phải mặc quần đùi thôi. Rồi, giờ tôi lên đồ lộn xộn cho bà nha. Ừ, gì giờ chị ấy có đầm kìa bà Đậu ơi. Có đầm kìa. Chị ấy ơi, chị bà chị quên mà mẹ nó rồi. Đây nè. Có hai mẫu đầm mới nó đẹp không? Nè. Ôi đẹp cực kỳ luôn. 190 khoai, cái này có màu vàng nữa chị. Đây, ờ à, đúng rồi đó. Trời ơi, bả biết kêu bả luôn. Đây, cái này nó có màu vàng nữa chị, màu vàng. Đẹp ghê chưa? Nè, màu vàng. Cái này nó sẽ ôm eo cho bà nè. Đó. Cái này có cái băng thun nè, eo của bà tới đâu nó sẽ ôm tới đó. Nó sẽ gì đó, tôn dáng. Ừ, nó sẽ tôn dáng. Nó sẽ tôn dáng cho bà. Từ quá. Hai cái ok, trời ơi chị tôi là bác thái đầm cực kỳ luôn. Rồi chị lấy xanh hay vàng chị? Mẫu này chị thấy lấy xanh hai màu vàng, nó có hai màu xanh với lại vàng. Đen với vàng ok. À, cái bà hở mề, hở mề nè, 190 nè. Rồi. Rồi quần này 190 khoai cả nhà ơi. Má ơi quần dày. Rồi xe S giùm mình ha. Trời ơi. Bạn nào này là lưng liền mấy bạn ơi, lưng liền ở sau cái túi nè. Được chưa? Cũng đẹp xuất sắc. Nói chung là nó rất là chuẩn hàng luôn á mấy bạn, hàng toàn là hàng xịn không. Chưa? Quần ống suông giùm mình ha. Bạn nào mặc size S chốt size S giùm mình, lưng siêu cao. Lưng liền siêu cao, 190 khoai giùm mình. Quá trời chát nách. Rồi ok, rồi giờ mình lên tiếp đồ lộn xộn cho mấy bạn tiếp nha. Mình lên hoài cái à, lộn trong đây cái áo phắt lên. Đưa có hai cái đầm vậy là hết đầm rồi. Phần ngốt còn còn gì. Tại nó nằm ở tại đây nè, cho nên là em có bóc ra rồi em biết nó nằm đây. Quần ngốt không biết còn không, vàng ơi không biết luôn. Rồi phát lên các bạn nào lấy không? Rồi phát lên này sale luôn nha bà nè, 170 khoai được không? Má ơi lộn như đây cái phát lên nè, siêu đẹp luôn. 170 khoai giùm mình. Đây này nam nữ mặc ok hết giùm mình nha bà. Trời ơi lên 170. Tét nắp tới mùa là nhiêu 390 đúng không? 390 chưa mua được nữa, thật sự quá trời đẹp luôn. Rồi 170 khoai quá đẹp luôn mấy bạn. Mua để dành mất mặt. Ok muôn muôn nè. Có thời gian lựa đâu. Ok muôn muôn nè, em cứ để lộn xộn vậy đó. 170. Cái nào mà em có bóc qua rồi á, rồi em thấy em hú đó. Rồi cái con đầm này mấy bà ơi, rồi trời ơi tét cái nách nữa rồi. Đâu rồi? Rồi em ML chốt luôn giùm mình ha, ML ok. Này có băng thun nè cả nhà, thấy không? Đó, này cũng giãn rồi tới L luôn á. Đó, ML ok giùm mình ha. Rồi bạn nào lấy đầm thì chốt luôn cho mình 150 khoai nha. 150 khoai giùm mình đầm. Đầm.
Đó, tay là tay dúng như vậy luôn. Tay dúng bản bự luôn, 150 đồng. ML giùm mình ha. 150. Ok, mun mun 150 nè. Rồi, lên nè. Cột lên nó mẻ cho nó lượm. Rồi, xanh luôn nha cả nhà. Trời ơi, chất đẹp quá trời đẹp mấy bà ơi. Rồi, lá nó rất lập đợp, nó nguyên một set hay gì đây nè. Rồi, nguyên một set luôn. Nguyên một set luôn. Rồi, cái này, S, M, L chốt hết cho mình ha. Đây, nó sẽ kèm cái áo. Ôi trời ơi. Cái này cái tem nằm ở trong mấy bà ơi. Tôi cầm, cầm xong mà nó lộn ra ngoài, mà thấy tem là thấy hàng nách chưa. Rồi, áo ở trong là nó như vậy ha. Nó kèm thêm cho mình một cái áo ở ngoài như vậy nữa. Cái này á, cái độ co giãn nó rất là mạnh luôn. Được chưa? Nhưng mà chất nó dày dặn nhưng mà độ co giãn nó lại rất là mạnh luôn. Được chưa? S, M, L mấy bạn sẽ chốt hết giùm mình. Rồi bạn nào lấy set này chốt luôn cho mình là 150 khoai. Siêu đẹp luôn, thật sự. Và đi mua cái áo lá vậy. Shop hot girl là phải chăm chỉnh rồi đó. Được chưa? 150 giùm mình, chất rất là đẹp nha. Resize 3 size luôn giùm mình. Xanh 150 giùm mình nha. Là chất xanh, bánh xanh. Hôm nay chất xanh hết à. Xanh đẹp quá, không ai chốt bay. Ồ. Rồi, tiếp nè mấy bạn ơi. Trời ơi, mặc có cái áo gì mà nực dữ thần ta. Cái này bự quá. Rồi lên luôn cho mình 100 khoai nha. Con này 2XL giùm mình. 2XL giùm mình ha. Nam 2XL luôn. Ô, nam thì XL, nữ thì 2XL giùm mình. Lấy bấm luôn cho mình 100 khoai sọc nha. Sọc 100. Rồi sơ mi phơm rộng nè cả nhà ơi. Trời ơi con này rất đẹp cực kỳ. Rồi, quá trời đẹp. Rồi lên luôn cho mình là nâu 120 khoai nha cả nhà. Chất đẹp cực kỳ luôn. Nâu 120 khoai resize hết toàn bộ giùm mình. Nâu 120 giùm mình ha. Đây nè. Rồi trắng nè. Crop top đây. Rồi crop top như vậy. Rồi crop top tay dài đâu rồi, quý nhiên đâu, gu của em. Rồi lên luôn cho mình 120 nha quý vị. 120 giùm mình crop top tay dài ha, size S. Size S mặc được giùm mình thôi nha. Đó là mặc size S, bấm S giùm mình 120 trắng nè. Size S trắng 120. Rất là đẹp luôn. Rất bao đẹp luôn các bạn ơi. Đâu rồi còn coi không vậy bà, chấm chấm bài lên cho mình coi. Rồi body size L cho mình. Rồi bạn nào mặc body size L chốt cho mình nè. Rồi L, XL, XL luôn các bạn ơi. Bạn nào mặc XL chốt luôn cho mình ha. 150 mình nha. Size XL. L. Rồi con này tét nách nè. Hồng không thấy Lisa luôn. Rồi bị ẩn comment nữa rồi. Bà làm ơn bà lấy cái Facebook khác bà vô đi bà nậu rồi. Sao mà cái Facebook này nó ẩn không, không hiểu nổi luôn á. Không có thấy bà luôn mà Lisa Chen ơi. Bữa bà hỏi quần cục nè. Trời ơi vô đây mua quần cục nè bà nào ơi. Để hầu hết à. Để hầu hết à. Rồi cái này nguyên set luôn mấy bạn ơi. Test nách luôn. Ở trong nó sẽ có quần luôn cho mình ha. Trời ơi. Nó đẹp. Trời ơi set dạng set thể thao quá mấy bạn. Siêu đẹp luôn mấy bạn ơi. Rồi. Size L2 cho mình.
rồi. Trời ơi, má ơi, xuất sắc luôn. Váy là sẽ có quần bên trong thoải mái cho mình ha, không có bị lô nha. Rồi bà ở đâu mất tiêu, không thấy bà luôn, bà Lisa Chen ơi. Rồi, chân váy có quần bên trong, dáng thể thao. Lên luôn cho mình bộ này là bao nhiêu đâu? À, 290 khoai nha mọi người. 290 khoai cho mình, chốt nó đẹp cực kỳ luôn ạ. Chủng hàng luôn ha. Hàng này hàng không ngủ luôn. Hàng này cái gì đó? Hàng... Sao không thấy tôi ngộ ghê rồi, tôi thấy bà rồi đó. Đó. Tôi thấy bà là... Tôi thấy bà comment rồi đó bà nội ơi. Bà cứ comment tiếp tiếp lên coi. Thấy rồi đó. Rồi bạn nào lấy set này bấm cho mình 290 ha. Siêu đẹp luôn. Thấy bà rồi đó bà nội ơi. Có comment nữa không? Chưa thấy nữa nè. Rồi con này trời ơi. Trời ơi. Rồi. Xuất sắc quá trời xuất sắc luôn rồi mấy bà ơi. Hàng Lovito luôn ha. Tét cái nắp luôn. Chưa. Hàng Lovito luôn thì mình chất của nó nha mấy bạn. Ừ. Chất xốp xốp nè. Đẹp chưa. Rồi đầm này bấm luôn cho mình 250 file đi. 250 cho mình nha. Xem M mấy bạn. Phơm này xem M nhưng mà mấy bạn M lớn có thể mặc nha. 55-56kg gì đó. Em mờ nhưng mà phơm khá là lớn luôn. Trời ơi, cái con này đẹp mấy bà. Không thể tưởng tượng được. Tôi hết thấy bà nữa rồi, bà có comment nữa không vậy? Không có thấy được nè. Rồi, bạn nào chốt bấm luôn cho mình 250 khoai trắng cho mình nha. Siêu đẹp luôn bà ơi. Mấy bà có thấy comment không mấy bà? Sao mà kỳ cục của ta bữa nào cũng vậy hết ta. Được chưa bà nào ơi. Rồi tiếp nè. Rồi chân quấy là xe M giùm mình ha. M 150 khoai. Dạ tuyết nha. Dạ tuyết. Ờ thấy chip chip nè. Rồi dạ tuyết, hàng dạ tuyết giùm mình ha. 150 khoai có quần bên trong. Đẹp xinh. Trời ơi, tét nách. 150 hàng này hàng dạ tuyết thì nó nè. Nó dày dặn mấy bà biết rồi, chất nè, được chưa? 150, xem mờ hao giùm mình ha. Mà nó chốt bấm luôn giùm mình trên váy 150 khoai. Đầm trắng nó cương xe S mà hơi rộng nha. Theo có nhiều người, cái đó nó lên xe M đó. Em nói cương mặt hơi bự nha, có về nhà nhấn lại được không? Chứ là cương mặt là rộng đó nha. Cương mặt là bị rộng nha. Trời ơi. Có bà nào sắp làm cô dâu không con này đi. Trời ơi. Chuẩn gia hội luôn mấy bà ơi. Má ơi, nó đẹp. Trời ơi trời, ở đằng sau nè mấy bà, cái lưng nè, như là cái váy của cô dâu vậy đó. Được chưa, cái lưng cỡ nào cũng mặc vừa luôn. Nó xiết lại cho mình á. Rồi cái hàng này hàng giống như là hàng của cô dâu luôn hay sao đó ta. Dạng đi dạ hội, dạ tiệc rồi đó. Trời ơi, đẹp quá. Không. Kệ em. Kệ em à, ok. Còn tầm quá. Nay có đi quánh mặt trượt không? Đâu. Lâu mất tiệt rồi. Tàu đang chơi mà vẫn coi livestream được hay dữ thần người ta. Từ Quế Nhiên mà. Anh mua tôi đang chơi mà nó vẫn coi livestream mua đồ được. Rồi xem M nè bạn. Rồi M 150 khoai giùm mình, chân váy dài giùm mình nha. Má ơi, đây da lì siêu đẹp.
Con này thì ở trong quần có quần luôn cho mình ha. Rồi bạn nào chốt M chốt luôn cho mình 150 khoai xuất sắc không? Chung hàng 290, 390 không? Hàng ta bán 290, 390 không mấy bạn? Xuất sắc luôn. Rồi 150 cho mình ha. Rồi cái này xe hết nữa nè. Rồi tiểu thư sẽ ép mấy bạn ơi. Gà vô hơi bị cực. Mày gà vô hơi cực nha, quá trời nút. Rồi tôi gài đỡ con thôi cho mấy bạn coi nè. Rồi cái cổ nó dày như vậy ha. Ồ siêu đẹp luôn. Rồi size S chốt giùm mình. Rồi ơi cái này SM mặc ok nha mọi người ơi. Đó. SM chốt luôn cho mình 150 khoai luôn. Trời ơi tay chuẩn tiểu thư luôn mấy bà ơi. Nó đẹp xuất sắc. Cái này gài nút lên tới cổ cho mình ha. Ừ, được chưa? SM là chốt thoải mái nha. Nè. Đó. 150 khoai áo cho mình ha bạn. Quá trời đẹp luôn mấy bà ơi. Áo 150 SM cho mình. Rồi size XL. Rồi áo vest size XL nào quý vị ơi. Trời ơi, xuất sắc luôn. Rồi size XL con này chốt luôn cho mình là 250 khoai cho mình ha. 250. Ừ. Áo vest size XL mặc ok nha mọi người. Đó, form dài như vậy, tay là tay lận đai luôn ha. 250 áo vest cho mình nha. Size XL. Rồi sơ mi cái dạng này, trời ơi cái dạng này latin đó bà ơi, lụa latin giùm mình. Cái này chắc lụa latin giùm mình ha. Sao mà nó có cái hai cái gì lòng thòng không ta? Có quần rin không chị? Không cơ, chưa. Quần rin này đang hết hàng à. Rồi con này quá đẹp luôn các bạn, lụa latin toàn bộ. Xuất sắc luôn ha. Rồi size L giùm mình. Sen L mặc ok giùm mình ha. Rồi 150 khoai giùm mình. Hàng cắt lụa latin toàn bộ luôn mấy bà ơi. Đẹp, xuất sắc luôn. Bao sang, bao đẹp luôn. 150 khoai giùm mình nha. Green này đang hết hàng rồi. Đang chờ, cũng chưa có hàng nữa thôi. Tôi lấy khác ai mua gì hết ta kìa. Rồi xanh L hao chốt giùm mình nha mọi người. Rồi xanh nè à. Trời ơi quá dễ thương. Xanh L giùm mình nha mọi người. Rồi L hao. Đó. Bấm luôn cho mình 170 khoai đi. 170 khoai giùm mình nha. Chắc này là lụa latin luôn mọi người. Dày dặn nha. L hao. L hao. Ê, có cái này hay nè. Chúc có cái này mắc cần dữ nữa nè. Rồi. Cái này nguyên bộ nha cả nhà. Cái này nguyên một bộ luôn giùm mình ha. Bạn nào lấy bộ giúp bộ giùm mình. Đó. Rồi, trời ơi, tét nách luôn. Rồi SM chốt thử gì ha. SM là họ có thể chốt. Nó resize mà SM mặc được thôi. Trời ơi nó đẹp mấy bà ơi. Nè ống sao nè. Xuất sắc hơn nguyên một bộ luôn giùm mình. Bộ 150 khoai giùm mình nha. Size S, M thôi. Được chưa? SM hả chốt. Nguyên bộ 150. Cái này mình làm cái áo bra cũng được mấy bạn. À, mặc áo ngực cũng được ha. Nó có mút sẵn.
Rồi xám 150 khoai. Nó sẽ có màu đen nữa nè, đen 150 khoai luôn. Rồi, xám với là đen, mấy bạn chốt kèm màu giùm mình nha. Đó, nguyên cả bộ luôn. Này mặc đi đi bơi cũng được. Ở nhà cũng được, cái gì đó. Tắt ra mặc áo bra không cũng được, nói chung là rất là dễ luôn. Jenny lấy màu gì vậy Jenny? Lấy màu đen hay màu xám mà nội? Lấy màu đen hay màu xám nè. Lấy màu đen hay màu xám? Mốt dày không hả? Không dày, cũng vừa vừa, không có mà dày cộm nha, không có mà một cục dày đâu, vừa thôi chứ không có dày nha. Rồi áo tẹt dai nè mấy bạn ơi. Áo tẹt dai 170 mấy bà ơi. Rồi 170 khoai nha, tét nách luôn. Không lên 170 giùm mình. Đây. Mẫu nó sẽ là như vậy ha mấy bạn. Đẹp cực kỳ luôn. Nè, đó, SML mấy bạn yên tâm chốt nha, nó co giãn rất là mạnh luôn. Được chưa? 170 khoai. Siêu đẹp luôn, xuất sắc luôn ha. Nó chỉ có màu kem thôi. À, tùy bà mà nào cũng được. Ok, vậy lấy màu xám đi cho nổi bà nội ơi. Rồi, à, bấm luôn cho mình áo nha bạn. Áo 170 khoai giùm mình. Tại mấy bà đang coi cái gì vậy mấy bà? Sao mấy bà im re vậy mấy bà? Sao mấy bà im re vậy? Cho một cái phản hồi đồ coi. Tao ngộ mà coi mà im re vậy cha. Ok, Quyên Quyên Phạm nè. Coi im re tôi không biết là có con còn đang coi không nữa. Quyên Quyên Phạm. Ok, xám cho bột chân đi bỏ nè. Có bà nào mua quần độn mông không? Có quần độn mông kìa mấy bạn. 150 cái nha. Về có một cái cắt hàng để bà thấy cũng đẹp lắm. Đây. Quyên Quyên thôi chứ à, trời ơi trời, nhìn hổng lộn, nhìn đi lộn. Để Quyên Quyên phạm sai lầm mà thấy chưa? Thầy ơi, tôi thấy Quyên Quyên có cái gì. Rồi, cái này là quần độn mông nè, cả nhà 150 khoai một cái nha. Tét nách chưa? Trời ơi trời, xem mờ giùm mình nha. Xem mờ bạn nào mặc quần độn mông nè, hồi trước ai dặn tôi quần độn mông mà tôi quên mẹ nó rồi, không biết, không nhớ nè. Rồi, bạn nào mấy quần đồng mông xem mờ thì chốt luôn cho mình 150 khoai ha. Quá là rẻ luôn. Rồi, màu này thì mình sẽ có màu quên, lộn tiện luôn. Rồi, đầm len này sale cái là nè. Đầm len nè, quá dễ thương luôn các bạn ơi, nó rẻ nữa. Rồi, người chốt một cái đi, siêu đẹp luôn, thật sự trụ chất len này các bạn. 170 khoai lên đơn. Quá đẹp luôn. Rồi SML chốt hết. Thoải mái luôn cho mình nha. SML ok hết cho mình nha. Đầm len màu kem. Màu đen. Màu đen có một cái rồi nha mấy bạn. Chị Hở Mẹ ơi, bà lấy màu kem hay lấy màu đen? Ok, muôn muôn màu kem nha. À, sale cho nên là không có nhiều nữa là. Thích cái nào cứ chốt, tại vì nó không có nhiều số lượng hết á. Giá nó quá rẻ nè. Chơi muôn muôn nè.
70. Chị hỏi mày, bà lấy một kem luôn ha. Có đen. Nè, còn con đen nè, lấy màu đen đi. Con duy nhất đen, đen sọc trắng. Nè, tét nắp luôn, tàu màu đen còn đẹp tét nắp luôn. Nè, chưa? Con màu đen thôi. Đó, có chốt thì chốt liền sẽ hết. Ok, lấy đen đi. Rồi, ok. Rồi, hết đen nha. Ok. Rồi, một kem. Ok, kem Phan Thu nè. Phan Thu 170. Ok. Rồi. Con này size S luôn giùm mình ha. Quá xuất sắc luôn á. Lúc là nó cài vô trong, bên đây là nó sẽ cột dây qua bên đây nè. Trời ơi. Rồi, chốt luôn cho mình 170 khoai giùm mình nha mọi người. Đó. Có cục dây bên hông nè, là về cột vô. Siêu đẹp luôn, size S giùm mình nha. Bạn nào chốt size S lên size S giùm mình 170 khoai nha. 170 lưng siêu cao luôn. Đẹp xuất sắc. 170 giùm mình. Rồi, tiếp theo chương trình nè, cái này anh sẵn khu nè mấy bà ơi. Trời ơi, đây nè, cái lưng nè, được chưa? SM ha, SM52kg đổ về, chốt giùm mình ha. Xinh đẹp luôn, quần này là quần ấy, mặc quần 3 tấc. Kìa, quá trời đẹp, 60 khoai quần. Nếu quần lên quần SM nha. Chất nó rất là dày dặn, nó rất là đâm á, đâm. Chuẩn hàng thể thao thì mình hơn 60 quần SM. Lấy quần chốt quần 60 thì mình. Rồi cái con màu tím này mấy ơi, nhung. Tên L hao luôn thì mình. Rồi L hao. Ok Ngọc Hân. À, tím nè mẹ, L hao tím ha. Lên luôn cho mình nhung tím 100 khoai cho chuẩn hàng luôn. Hello chế em nhận đồ rồi, tét nắp. Trời ơi. Em cứ tét nắp riết. Cho chị hở mày nè. 100. Quần cho Ngọc Hân nè. 60. Có áo crop không chị? Có cưng. Có nhưng mà dở lộn xộn nè. Phải ráng ngồi lại coi. Có bà giảm mặt thôi á. Có bà giảm mặt thôi á. Rồi áo nè bạn. Von giùm mình ha. Rồi von tay nó bồng ra như vậy nha. Chất nó bao đẹp luôn mấy bà ơi. Siêu đẹp lên luôn cho mình nè. 80 khoai giùm mình. Chất rất là đẹp ha. Mặt bao sang luôn nha. Cái này von hà hàng, von dập ly giùm mình nha mọi người. Rồi chốt luôn cho mình 80 khoai size L hao. L hao mặc vừa đen quý gì. Ok, chiếc chiếc 80 là... Ôi, ôi. Hết rồi từng rồi. Trời ơi, má ơi, kiểu đẹp chưa mấy bà. Rồi lên luôn cho mình nè, 150 khoai. Này áo len ha, áo len.
Cái này nó dạng nó mỏng mỏng thôi, nó không phải mà dày sụ nha. Mặc thoải mái chưa? Quá đẹp quý bà. 150 khoai giùm mình, dạ áo, áo len kiểu giùm mình ha. Quá mua đen. 150 áo len giùm mình nè. À. À, chị hở mày bà lấy áo len đúng không? Để lấy không biết lấy gì nè mình hỏi ơi. Hở mày nè. Xinh đẹp. Đúng. Rồi chốt hàng kèm cái mã giùm mình nha quý vị. Rồi bạn nào mua quần mặc đi làm nè, thoải mái luôn. À, kaki nha bạn. À, ôi cái này không phải kaki, nó dạng nó mỏng hơn kaki. Đó. Nó mỏng hơn kaki nha. Nên luôn cho mình con quần này cái form hip hop dày giùm mình ha, 70 đồng luôn. Ok không? Size S. Size S thôi, S S lớn 50 kg đổ về giùm mình. Là ok. Quần túi hợp luôn là mặc đi đi làm thoải mái luôn. Má ơi. Rồi bấm luôn cho mình là cái gì đó. 70 quần. Đi làm. Ok muôn muôn nè. Hết rồi. Hết rồi bà nội ơi. Muôn muôn nè. Chốt thêm cái size đó nữa là hết rồi đó. Nếu như mà chị lấy size đúng size đó là hết nha. Không còn nữa. Nó sale nó lẻ tẻ, nó tùm lum hết. Có mã thì nó được nhiều nhiều, còn có mã thì nó ít hơn cái. Rồi đây nè, con này L ở sau có dây thun bà nội mặc vừa nè bà nội ơi. Ôi coi cái tem của nó nè. Coi ở trong nè. Nó viền hết luôn, ở trong thêm một cái lớp lụa để lót ở phía trong nữa bà thấy không? Đẹp cực kỳ. Chưa? Lấy quần lên quần 150 khoai giùm mình nè, đen. Siêu đẹp luôn. Đó. Hàng toàn bộ hàng lót trong hết giùm mình ha. Ừ con này có dây thun là chị mặc dừa L hao. Nhưng mà trời bà mặc dừa. Ta mặc nó luôn. Trương Kim Loan.